chào cả nhà đang xem màn ảnh ngộ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà của ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Hiện tại giờ cũng khuya quý vị, là 12 giờ khuya. Nhân đang có mặt tại cái ngôi miếu thần Ganh. Thì chúc mừng quý vị, đây là cái ngôi miếu. Thì ở đây quý vị, Nhân từng sinh ra tài lộc cho quý vị rất là nhiều tại đây. Ông thần Ganh cũng linh thiêng, cũng cho về siêu chủ quý vị. Thì tối hôm nay ha, đường xá xa xôi có cái duyên quay trở lại cầu xin ông thần Ganh ngày mai ban cho tất cả quý vị cái lộc cái tài trên kênh của Nhân, ai cũng được vui vẻ. Rồi thì Nhân làm nghề bằng cái tâm quý vị, mong tất cả quý vị thương mến Nhân khi xem video, nhấn chút thời gian ra bên tay trái màn hình điện thoại của quý vị có cái ngón tay chỉ lên là cái nút like, và bên tay phải quý vị có cái chữ đăng ký màu đỏ, tất cả quý vị hãy bấm vào cái chữ màu đỏ đó để chi, để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân như kênh Tâm Linh TV và Nhân Trần TV. Thì hiện tại Nhân làm hai kênh quý vị, mỗi một đêm thì Nhân sẽ đi hai cung để cầu tài cầu lộc cho quý vị tham khảo. Thì số mà quý vị cung mà số gì Tâm Linh ha, đây nó mô gì đó thì để Nhân đốt đèn lên quý vị. Cái bông này hôm nay quý vị thấy không, Nhân chân hôm nay mà cái bông nó không héo luôn quý vị, rất là lâu rồi nha. Bông này Nhân chân khoảng chừng một tuần lễ có đó quý vị, mà vẫn không héo luôn, vẫn tươi tốt luôn đó. Thì cầu xin chư vị sơn thần tổ thần trái quản tại đất này, cũng như các vị thần linh ông thần Ganh tối đêm nay cho Nhân xin được cái loạt cái tài lớn cho tất cả quý vị, ai cũng được vui vẻ, được không quý vị? Rồi anh chị em đang xem, ai chưa like mỗi người cho Nhân xin một like, ai biết chia sẻ lên Facebook, Zalo, Yahoo, mình chia sẻ lên cho bạn bè mình cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tài lộc tâm linh quý vị, Nhân làm hết cái tâm của mình với cái mong muốn là ai cũng được vui, ai cũng có lòng có tài, được không quý vị? Thì hôm qua Nhân có đến cái cung, cái vong linh chết quang ở dưới chân cầu quý vị, gặp tai nạn đó. Thì Nhân có xin cho quý vị là con 76 và con 38 quý vị. Thì kết quả hôm nay thì con 36 và con con 38 và con 76 quý vị. Thì miền Nam của mình số nó bị lật quý vị, là con 83 qua miền Bắc về được con 76. Thì chắc tất cả quý vị không ai có lọc đâu ha. Thì thôi Nhân cũng xin chia buồn quý vị ha. Nhân cũng không muốn vậy đâu. Cái người làm nghề với Nhân thì nói chung thì lúc nào cũng mong muốn cái tài cái lọc ha được như mong muốn để mà Nhân đi trả lễ quý vị. Nhưng mà nhiều khi số tâm linh Nhân cũng không biết được quý vị ha. Không? Ai có lọc có tài ở đâu thì Nhân mừng cho người đó vậy thôi. Rồi thì giờ này chắc tất cả quý vị cũng đã ngủ hết rồi. Thì Nhân cũng xin thỉnh đồ lên để làm cái lễ ngày mai ha, cho quý vị tham khảo trên kênh của Nhân vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 ha. Ngày mai miền Nam của mình có đài thành phố Đồng Tháp và Cà Mau, miền Trung đêm thì có miền Bắc, do quý vị cứ tham khảo, ai ở đâu mình tham khảo ở đó. Đó tài lộc tâm linh quý vị ơi, Nhân nói rất nhiều lần rồi, bây giờ Nhân cũng biết sao giờ. Bây giờ Nhân xin xong đồ ra để làm cái lễ. Thì cái ngôi miếu này quý vị còn nhớ Nhân xin ăn đầu ăn siêu chủ ha. Thì cái sự linh thiêng ở đây thì chắc tất cả quý vị cũng đã biết rồi ha. Thì ông thần Ganh quý vị, ngày xưa lúc đó lâu lắm rồi, thì tôi được người dân kể lại có hai vợ chồng đến đây để mà làm ăn mượn cái đất này, rồi vô trong cái ngôi miếu này để sinh. Rồi khi mà làm ăn được rồi quý vị, thì hai vợ chồng không quay lại trả lễ. Thì ông thằng Ganh ông mới hiện về ông đầu quý vị, xách nguyên con heo bự gì nè lại đây để trả lễ, rồi để lại cho người dân này ăn đó. Thì quý vị nhìn vô rồi bông Nhân chân như vậy quý vị mà vẫn còn tươi tốt như thế này ha, là quý vị cũng đã hiểu rồi. Đó. Thằng Ganh cũng thương Nhân quý vị, ngày mai ban cho cái lộc cái tài lớn nha. Con đến đây
con xin lọc xin thay, giúp người giúp đời, không có quậy phá gì, cầu xin ông gia hộ độ trì cho cái lòng thành kính của con, cầu tài được tài, cầu lọc được lọc, cầu chi chẳng đó giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Cho anh chị em nào xem clip của nhân, ai biết chia sẻ thì mình chia sẻ lên cho bạn bè mình cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi ha. Rồi thì tối hôm nay nhân gắng cầu xin lại ha, quý vị tập trung lại. Thì tài đọc hôm nay thì nói chung thì nó cũng hơi kỳ ha quý vị, cũng về lưa thưa quá đúng không? Thôi mình tập trung lại ha quý vị. Zalo gia heo hôm nay cũng vậy, miền Nam thì mình chỉ ăn được luôn, miền Trung thì mình ăn được 5 luôn, miền Bắc thì thật thủ đó. Thì số trên Zalo thì Nhân cũng tặng không quý vị ơi, anh chị em nào mình tham khảo ha, thì số cũng Nhân cũng xin ha, thì anh chị em ở đâu mình cũng tham khảo ở đó, thì quý vị cũng có thể tham khảo ba miền đó. Rồi thì bây giờ Nhân xin phát để làm cái lễ quý vị, cầu lại cho quý vị ngày mai để cầu quý vị tập trung ha. Con kính lạy đất đai những trạch tầng hoàng bốn cảnh chứ gì thần linh cái quảng tại đất này, ông thần ganh cùng giống lên ông bà chiến sĩ trần dòng nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái chức quan chức ức chức tức tự xuôi chân mặt bước về đây, nay thiện nam tính chủ con đường xã xa xôi quay trở lại cái ngôi miếu ông thần ganh, cầu xin ông gia hậu độ trì cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành kính của thiện nam tính chủ con đến đây để cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời, cầu xin cho con được tập số vào ngày mai là ngày 18 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Năm nén hương con đã thắp, đèn đã sáng, dù con đã gót để dập dâng lên gồm trái cây tươi, bánh giấy tiền, muối gạo, cầu xin ngài gia hậu độ trì cảm ứng chứng minh cho con cầu tài tài cầu lộc được lộc, cầu chi đặng đó năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, kính thỉnh hương linh của các vị thần linh cũng như ông bà cô bác gia hộ độ trì cảm ứng chứng minh cho con xin được cái lộc cái tài, xin được con số ngày mai có đài công ty số kiến thiết thành phố Đồng Tháp Cà Mau miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Rồi thì anh em mới vừa làm xong cái lễ của cái gì về như này. Thì ông thằng ganh mình xin xăm với xin thuốc cái gì gấp lại lên nha. Thì bây giờ Nhân sẽ đặt cái máy vị trí này cho quý vị nhìn thấy rõ một tí. Đó. Cho tất cả quý vị ngày mai tập trung lại ha. Nam Trung Bắc, cầu xin thần ganh linh thiêng ban cho cái lộc cái tài lớn. Giờ 12 giờ quý vị. Rồi anh chị em nào đang xem, ai biết chia sẻ lên Facebook Zalo ha, mình chia sẻ lên cho bạn bè mình cùng xem. Quý vị có thể giới thiệu kênh của Nhân cho những người khác, bạn hay là gia đình mình xem sau những giờ việc mệt mỏi quý vị. Rồi thì một lát Nhân sẽ xin lọc ở trên trên thuốc nghe quý vị.
Thì tất cả ngày mai tập trung lại nha, tại ngôi miếu thần Ganh đó, thần Ganh, cái sự linh thiêng thì quý vị biết rồi, nhân sinh ăn ở đây cũng được tần lễ cho quý vị. Mình không ăn miền Nam cũng ăn miền Trung, không ăn miền Trung thì mình cũng ăn miền Bắc quý vị đó. Mình lấy muối gạo nghe, bông hôm nay hơn tuần lễ mà còn tươi gì nữa quý vị. Vui đó, thì đến thì quý vị thường ông thằng Ganh thì đến thì nhưng đến đây thì ông thằng Ganh ông thích nghe nhạc hát quý vị, để nhân rất vui cho ông thằng Ganh cùng các tất cả quý vị đang xem kênh của nhân vào lúc 12 giờ khuya ngày 18 tháng 4 năm 2022 nha quý vị. Đó, nay hát bài mới cho ông nghe để ngày mai ông thằng Ganh ông cho mình cái lọc cái tài lớn được không quý vị. Đó, cái khúc được mang tên Tình Buồn Tôi Hát Lý Con Cua, nắng mưa đã giang khó, ai thấu chẳng cho lòng, bò ngang đuôi chen men nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Ơi mấy dặm hò phang phang ánh tiếng nàng sáng sông, ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình cánh cá nuôi nhau, ơi mấy dặm hò khoan khoan mình nhắn mưa nắng dai dầu, bao khó lập lề gian lao em ở nhà bình an, có những buổi chiều mưa ngâu nhăn lặn lội đồng sâu, ai biết được tình đời là bạc bẽo nông sâu, cay đắng nào dành cho nhau người ở sao nỡ qua cầu. Khi gió lạnh mùa đông sang, anh thay gió nồng đau. Tình buồn lắm người ơi. Ông thằng Ganh ông nói thôi con ơi đừng hát nữa, trời ơi khuya rồi để cho người ta ngủ. Rồi thì dành như kênh nhân vui quý vị ơi, chủ yếu vui ha, vui mới lụm hả. Rồi thì bây giờ ha, nhân xin thỉnh điếu thuốc lên quý vị. Thì nhân ít khi nào xin thuốc đó quý vị, quý vị thấy nhân xin thuốc rồi đó. Nhiều khi ăn đầu ăn đuôi không á đó. Rồi tối nay nhân cầu xin ông thằng Ganh gia hộ độ chi cho ông thỉnh điếu thuốc lên, cho con xin thay không thay nhãn nhìn thấy cái lọc cái tài ở trên cái đút thuốc. Ngày mai có đài công ty sổ số kiến thiết miền Nam, thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, miền Trung, đêm thì có miền Bắc, cầu xin ông tặng ông thằng Ganh linh thiêng gia hộ đột chi cảm ứng chứng minh cho con, hiện rõ lên cho con trên điếu thuốc này, con khai thông khai nhãn nhìn thấy. Tới công chuyện luôn ta đi nhân, tập trung quý vị trên thuốc thì quý vị ai nhìn thấy cái gì thì mình cầu may mắn nha. Mình hạn chế bình luận xấu lên quý vị. Khi nhân sinh lập lại trên nước thuốc thì cái tài cái lọc của mỗi người thì ai nhìn thấy gì thì mình cầu may mắn, mình có thể tham khảo cái lọc của mình nhìn thấy, hạn chế bình luận xấu lên quý vị.
À, trên thuốc thì Nhân nhìn thấy cái gì thì Nhân sẽ đọc lên cho quý vị mình, ai không nhớ thì mình lấy cái giấy viết mình ghi lại quý vị. À, để Nhân sẽ đi thuốc nha. Cái số thì Nhân nhìn thấy rồi, nhưng mà để Nhân nhìn rõ hơn thì Nhân sẽ đọc lên cho quý vị mình tham khảo nha. À, câu 9 năm thần ganh linh tiên cho con số hiện rõ lên trên nút thuốc. Thì bên góc này là con số 9 nè quý vị. Số 9 nhìn thấy rất là rõ nha. Đây con số 9 đây. Số 9 nằm bên đây. Thì con số 9 thằng ganh cho nhìn thấy rõ lắm rồi. Để đây Nhân nhìn con số kế bên nè. À, con số kế bên con số 9 thì nhìn thấy rõ quý vị. Trời ơi, con số đẹp luôn. Cầu xin ông thần ganh gia hộ độ trì. Con trai con hai nhãn nhìn thấy cái độc tài trên độc thuốc. Đây quý vị, con số rất là rõ ha. Đây là con số 9 ở bên góc bên tay phải của Nhân nè. Đây là con số 9 nè quý vị. Thấy không? Con số 9 rất là rõ. Ở đây, trong đây nè. Đây là con số 1 quý vị. Con số 1 nha. Số 1 nhỏ trong đây. Tức là con 19 quý vị. Đó. Rồi quý vị tham khảo cái tài cái lọc này trên kênh Nhân Trần TV. Tại cái ngôi miếu thần ganh. Thì thần ganh cho con số rất là đẹp. Là con 19 ngày mai quý vị. Ha. Rồi. Thì Nhân cũng khắn luôn. Con kính lại đất này Nhân trạch thần hoàng muộn cảnh chứ gì. À, sơn thần thủ thần thần linh cái quan tại đất này ông thần ganh ban cho con cái lọc cái tay, ban cho con con số nhìn thấy ở trên nút thuốc ngày mai ha. Đúng ngày đúng tháng đúng năm. Con xin quay trở đây con trả lễ đây quý vị. Nhân xin ghi lên cái hộp gà đây con 19 nha quý vị. Đó thì ngày mai miền Nam của mình có đầy thành phố Đồng Tháp Cà Mau đó. Miền Trung miền Bắc rồi quý vị tham khảo ha. Ngày mai con 19 này đó, cầu xin thần ganh gia hộ độ trì cho lòng thành kính của thiện nam con đến đây xin được cái lọc cái tài cái lọc số là con 19 ngày mai Nam Trung Bắc gỡ có cái lọc cái tài này còn quay trở ở đây còn trả lễ được không quý vị. Rồi con 19 nha, số rất là đẹp. Anh chị em nào muốn lấy ba con ba càng siêu chủ cầu may thì ghép cái thứ Nhân vào đó, quý vị có thể ghép con 319 con 391 ngày mai Nam Trung Bắc đó quý vị. Rồi thì bây giờ Nhân để gốc gà này vô đây ha. Trời ơi. Rồi thì bây giờ cũng khá là mệt quý vị. Trời ơi mệt. Thì tài lộc quý vị về tâm linh thì Nhân nói chung thì Nhân làm để quý vị tham khảo ai hợp với con số con 19 này không. Quý vị muốn lấy ba con ba càng cứ ghép cái thứ của Nhân vô ngày thứ ba, quý vị có thể ghép con 319 con 391 quý vị cầu may ha. Còn quan trọng là cái lộc nhỏ là nhân sinh là con 19 ha quý vị. Rồi chúc tất cả quý vị đang xem kênh của Nhân ngày mai ai cũng có lộc có tài. Nếu có lộc có tài thì Nhân quay trở lại đây để mà trả lễ. Còn bây giờ thì cũng cáo là phía rồi, Nhân xin phép đi về ha. Xin hẹn quý vị ngày mai tại ngôi miếu thần ganh này mình đến trả lễ ha quý vị. Rồi anh chị em đang xem ai chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.